xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Lê cô là shabd behta bhakt baki vyakaran hai sakt mera tatthe mera takht hai ye amaran wo agman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc đang hot ở trên TikTok nha, đó chính là ca khúc 7 anh em. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt chân lên thế này và nhảy ra, nhún cái phần người lên như thế này. Rồi để tay qua, bùm bùm chắc. Ok, mình đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên. 1, 2, 3, 4. Để tay phải, tay trái, lật xuống dưới, lật xuống dưới. Rồi sau đó mình sẽ lắc cái phần tay như thế này. Ok, hai đi. 1, 2, 3, 4 và dần. Rồi mình đếm lại nha. 1, 2, 3, 4 and 5. Rồi sau đó mình đặt tay. 1, 2, hất 3, hất 4, 5, 6, hất 7, hất 8. Rồi và sau đó mình sẽ lặp lại một lần y chang như vậy nữa là xong. Rồi tiếp tục. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7 đập tay. 1, 2, 3 tay phải lên. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, hất 3, hất 4, 5, 6, 7, 8. Ok, quá là dễ. Thì bây giờ Bin sẽ ghép thử cái tốc độ chậm cho mọi người cùng ghép theo nha. Đêm cho buồn xì treo tốn trên cây chào anh em chúng ta như đồ điên đồ cung. Anh em chúng ta có thằng nhau 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa nè. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc 7 anh em rồi. Rất là dễ đúng không? Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo và có một video sống ảo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.